tượng đau mỏi vai cổ gáy khi ra ngoài buổi tối. Vai cổ gáy là một ngã tư đường quan trọng trong cơ thể, đừng bao giờ để con đường ấy bị ách tắc giao thông. Thông thường chúng ta có một thói quen rất không tốt khi đi ra ngoài buổi tối, mặc những chiếc áo thời trang hở vai hở cổ, làm sao để xuất hiện đẹp nhất. Và khi về tới nhà, chúng ta thường có thói quen đó là tắm muộn hoặc tắm nước lạnh. Đây cũng là một cái thói quen vô cùng không tốt. Và trong buổi tối của chúng ta thì ở không khí, tại không khí của mình thì thường độ ẩm sẽ tăng cao. Và độ ẩm tăng cao thì khi ấy sẽ là một cơ hội để khí hàn khí ẩm xâm nhập vào hai huyệt vị kiên tĩnh trên vai của chúng ta. Và lúc này sẽ gây ra những cơn đau buốt tức thì. Về lâu về dài nó sẽ dẫn đến tình trạng đó là bị tắc nghẽn, sơ cứng và làm cản trở quá trình khí huyết lưu thông lên vùng não bộ và lưu thông lên toàn bộ cơ thể của mình. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân lâu dần sinh ra các hiện tượng đó là rối loạn tiền đình não và đột quỵ do các cái triệu chứng, các cái dấu hiệu lớn gây ra trên cơ thể của mình. Vậy thì giải pháp phải làm thế nào ạ? Mỗi ngày các bạn chỉ cần làm cho Yến những động tác như sau. Các bạn xác định cho Yến hai huyệt vị kiên tĩnh và tác động ấn từ từ vào huyệt vị đó. Khi thấy huyệt, chạm tới huyệt, các bạn giữ từ 10 đến 15 giây, sau đó nhả ra từ từ. Chỉ cần lặp đi lặp lại động tác này 3 đến 5 lần mỗi ngày là chúng ta sẽ thấy cải thiện nhanh chóng vô cùng. Hơn nữa, các bạn phải thay đổi nhanh chóng thói quen sinh hoạt của mình. Hãy tắm sớm, tắm nước ấm và đi ra ngoài trời, hãy mặc những chiếc áo kín vai, kín cổ thì chúng ta sẽ có một sức khỏe và nhan sắc vô cùng tươi tắn. Còn quan tâm vấn đề nào về sức khỏe nữa, các bạn hãy comment dưới đây để cùng giao lưu với Yến nhé.